Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kemotun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi review và khui hộp cái sản phẩm Denso Spark Plus đây. Đó thì thương hiệu Denso này thì anh em biết nó là một cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng, được khá nhiều các anh em sử dụng xe máy trên các thị trường, đặc biệt là Việt Nam, đã biết đến cái thương hiệu là Denso này. Một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng với cái độ bền cao và giá thành cực kỳ là hợp lý. Thì hiện tại ở đây thì mình đang có một cái hộp sản phẩm là có 10 cái của thương hiệu là Denso Spark Plus. Đó, có cái mã là U20FS-U. Đó, cái sản phẩm này thì là thương hiệu Denso, thì nó là thương hiệu toàn cầu. Trên thế giới thì hầu hết là các nước đều biết đến thương hiệu Denso này. Và cái hộp này của mình nó là cái hộp được sản xuất tại Indonesia anh em nhé. Thì khác mấy lại các cái loại Denso khác thì thường là ở Việt Nam mình thì hay có Denso của Việt Nam. Còn đây là cái sản phẩm của mình là thương hiệu Denso được sản xuất tại Indonesia. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xăm soi một vòng cái hộp này thì xem là nó có khác gì so với những cái hộp ở Việt Nam. Thì những cái hộp ở Việt Nam ấy, thì những cái hộp mà có 10 cái như thế này thì thường nó sẽ mỏng chỉ bằng một nửa cái hộp này thôi, nhưng nó không to như thế này. Và thân hình của cái buji thì nó cũng thế thôi, vì nó là theo tiêu chuẩn rồi. Cái độ to của cái buji cũng như là cái phần gen ở đây nó sẽ là như nhau. Đó, thì nó chỉ khác nhau về cái xuất xứ sản xuất của cái buji này thôi. Đó, đây là xung quanh cái sản phẩm của chúng ta. Và đây là cái mặt trên của chúng ta. Thì anh em thể nhìn thấy là đây là nó có chữ thương hiệu là Denso, và một cái thân của cái cây buji ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm này. Thì ở đây là mình sẽ có một cái buji Denso của Việt Nam. Thì tí nữa thì mình sẽ so sánh cho anh em coi. Và bây giờ là mình sẽ khui hộp cái sản phẩm này ra. Thì chúng ta thì biết là ở trong này nó sẽ có một cái số lượng là 10 cái trên một hộp. Đó, thì anh em thì thấy là mỗi một cái buji này nó có một cái hộp khá là to. Đấy, nó to gấp rưỡi những cái hộp buji khác. Rồi thì mình sẽ để cái này ra một góc. Thì anh em thì thấy là cái sản phẩm này là buji Denso, nó được sản xuất tại Indonesia. Đó, thì anh em thì thấy là ở đây nó ghi rõ là sản xuất tại Indonesia. Thì ở đây nó sẽ có thông tin của cái nhà máy sản xuất ở tại Indonesia này. Và nó sẽ có một số thứ tiếng như là tiếng Nga này. Đó, tiếng Anh. Thì tất nhiên rồi, đây là cái sản phẩm xuất đi các nước trên thế giới, thế nên là nó sẽ có vài thứ tiếng. Thì mình có thấy có cả tiếng Ả Rập thì phải. Đó, thì anh em thì thấy là ở đây nó có thêm một số các cái thứ tiếng như tiếng Nhật này, tiếng Nga này, tiếng Anh này, là tiếng này là tiếng Ả Rập, cái khu Trung Đông thì phải. Đó, đây là hình như là tiếng Thái thì mình cũng không rõ lắm. Thì như cái tiếng này nó lằng nhằng mình cũng không ai hiểu lắm. Thì ở đây là một vòng các cái sản phẩm. Đây là các cái thông số ở bên phần hông, cũng như là những cái để mà để lắp cái buji này vào, rồi là cái cách gắn nó ra làm sao. Đó, đây là tiêu cự gen, chỉ số của gen. Đó, thì ở đây là nó có thêm một cái số mã QR code của công ty. Và ở đây là họ in thêm cái mã vạch của sản phẩm. Thì ở đây là mình sẽ có một cái buji gọi là buji ở thị trường Việt Nam, cũng là thương hiệu Denso. Thì anh em thì thấy là nó sẽ cũng là Spark Plus này, và nó in hình nó sẽ khác đi. Đó, thì anh em thì thấy là ở đây là nó không in mã vạch. Đó, đây cái hộp này của mình nó cũng là U20SF-U của Denso. Đó, thì anh em thì so sánh là hai cái sản phẩm này nó sẽ khác nhau. Đây là mặt trước của nó này, mặt hông này. Đó, các cái thông số kỹ thuật các thứ là nó sẽ khác nhau. Rồi thì cái này mình sẽ bỏ riêng ra đây. Và cái sản phẩm này thì là hiện tại bên mình đang cung cấp. Thì anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại mình để góc màn hình ấy. Và bây giờ là mình sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này ra. Thì cái sản phẩm buji Denso này thì nó là thương hiệu trên toàn cầu rồi. Cái chỉ số và cái chất lượng của nó thì nó tương đương nhau thôi, nó chỉ khác nhau về cái nước sản xuất. Đó, thì ở clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em cái cách lựa chọn buji Denso thật và buji Denso nhái. Thì mình đã hướng dẫn cái cách lựa chọn, chỉ cần nhìn vào cái phông chữ này là anh em đã biết nó là hàng xịn và hàng nhái. Đó, thì ở cái sản phẩm xịn của chúng ta ở đây, cái chữ Denso thì nó sẽ được bắn chữ là gọi là chữ laser. Ở đây thì anh em thì thấy là nó sẽ có những cái nốt chấm chấm ở trên thân của cái buji đây, nó có chữ Denso chấm ở đây. Đó, thì anh em thì nhìn thấy cái chữ Denso chấm đây. Còn những cái buji Denso nhái là nó sẽ là viết chữ liền.
và cái mã là U20FS-U. Đó, thì anh em thì thấy là nó sẽ ghi rất thanh mảnh và sắc nét. Chúng ta sẽ để ý cho mình cái chữ FS nhé. Cái phông chữ FS này là họ sẽ viết chéo chứ họ không viết thẳng. Đó, thì anh em để ý cho mình cái vấn đề như này. Thường là những cái buji nhái cái chữ F này nó sẽ là viết thẳng. Còn đây là anh em sẽ nhìn thấy nó viết là hơi chéo. Thì cái này có thể là anh em sẽ nghĩ là cái này là do người ta in nó bị chẹo nhá. Thì không phải đâu. Đây là mình sẽ bóc một cái buji ở thị trường Việt Nam. Thì giới thiệu với các bạn đây là cái buji ở thị trường Việt Nam này. Nó cũng có mã là U20FS-U. Đó, thì cái phông chữ khi mà in ở trên cái hộp nó sẽ là in thẳng nhá. Còn khi mà người ta in ở trên cái thân của cái buji này, nó sẽ là in chữ chéo. Đó, anh em thể nhìn thấy ở cái chữ 20FS này là nó in chữ chéo. Đó, thì ở cái này nó cũng in chữ chéo anh em nhé. Đó, và cái phông chữ U20FS-U này của thằng Indo thì nó in đậm hơn. Còn thị trường Việt Nam nó in nhạt hơn. Đó, về màu sắc của hai cái dòng chữ này mình thấy ở bên Indo họ in sẽ đậm hơn. Và bây giờ là mình sẽ cho các bạn thấy là cái sự khác nhau giữa hai cái buji này. Thì anh em có thể để ý cho mình là cái phần thân buji ở đây. Đó, thì anh em có thể thấy là nó sẽ có độ to là gần như là tương đương nhau. Nhưng ở cái bên phải của tay phải của mình đây, nó là cái buji Denso của hàng Indonesia ấy, thì cái thân buji nó sẽ to hơn một xíu so với lại hàng Việt Nam nhá anh em nhá. Đó, cái phần sứ trắng này nó sẽ nhỏ hơn cái thằng Indo. Nó to hơn một xíu như này thì những cái chụp tàu buji của chúng ta nó sẽ ăn khít vào đây hơn là những cái buji có thân nhỏ như thế này. Thì nó dễ bị lọt nước vào, nó dẫn đến hiện tượng là lục bục khó nổ. Và cái phần mà có những cái rãnh ở đây của bên Indo nó sẽ làm cái rãnh nó sâu và to sắc hơn là cái phần của cái rãnh của buji dành cho thị trường Việt Nam. Đó, thì anh em có thể nhìn trên máy quay của mình thì anh em có thể phân biệt được nó làm to hơn, sắc hơn và cái thân buji nó cũng to hơn. Đó, thì còn cái phần ở dưới này thì anh em thì thấy là nó khá là như nhau thôi. Về cái phần chữ, cái phông chữ Denso ở đây thì nó làm là giống nhau. Và nó chỉ khác nhau một cái là ở đây nó đều ghi là ODHC, ở đây là ghi là ODLG. Thì cái này là nó khác thị trường cho nên là nó sẽ có cái chữ mã nó khác nhau. Về cái phần gen ở phần dưới của cái buji này thì là hai cái phần gen này thì nó sẽ là tương tự nhau. Bởi vì là nó sẽ sản xuất theo một cái thông số chung về các cái bước gen này. Nó sẽ tương tự như nhau để chúng ta có thể lắp vừa những cái chiếc xe phổ thông hiện nay như xe Way, xe Jim. Đại loại là những cái xe chân ngắn như thế này là sẽ bước gen là sẽ là giống nhau. Và cái điểm khác nhau nữa thì không biết là anh em có phân biệt được không khi mà mình quay ở trên máy quay ở đây. Thì ở trên màn hình của các bạn chắc là sẽ khó nhận biết được, nhưng mình cầm thực tế ở đây thì mình có thể là nhìn thấy là hai cái sự khác biệt nhau về cái phần chân chấu đánh lửa ở trong này. Hai cái phần chân chấu đánh lửa ở trong này thì mình thấy có cái sự khác biệt nhau về màu sắc. Còn cái độ to của cái chân chấu cũng như là cái khe hở của cái chân chấu đánh lửa thì nó là tương tự nhau. Đó, thì anh em thì thấy là cái bên tay phải của mình hiện giờ nó đang là cái buji của Việt Nam. Thì cái phần đánh lửa màu đen ở trong lõi của cái buji này nó không đen hẳn như cái phần đánh lửa ở phía bên này. Thì cái này thì mình cũng chưa tìm hiểu xem là hai cái phần đánh lửa này nó có khác nhau gì không. Về chất lượng thì mình chắc chắn mình khẳng định luôn là cái thị trường Indonesia nó sẽ cho ra những cái chất lượng nó sẽ tốt hơn là ở thị trường Việt Nam. Đó, thì những nước nào tiên tiến hơn Việt Nam thì nó sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn khắt khe hơn Việt Nam. Thì tiêu chuẩn của Denso này thì nó là tiêu chuẩn toàn cầu rồi, nhưng những cái nước nào mà có cái nền công nghiệp phát triển tiên tiến hơn Việt Nam thì họ sẽ đưa ra những cái sản phẩm nó có cái chất lượng chắc chắn là nó sẽ hơn ở Việt Nam rồi. Và những cái sản phẩm này giá thành nó cũng tương đương mấy lại ở Việt Nam thôi, không có gì cả. Nếu như anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Thì cái buji này bên mình đang bán là chỉ có 60.000 đồng trên một cái, chưa bao gồm phí vận chuyển anh em nhé. Thì chúng ta đã được sở hữu ngay một cái chiếc buji Denso hàng xịn chính hãng và được sản xuất tại Indonesia.
Thì theo như mình biết thì ngày trước là mình có làm ở các cái hack ở Honda rồi là các cái hack ở Yamaha, thì mình được biết là ở trên những cái chiếc xe của Honda hay chiếc xe của Yamaha ở tại thị trường Việt Nam ấy, thì có rất nhiều các cái sản phẩm được nhập khẩu từ các cái nước như Indonesia hay là Nhật Bản hay là Malaysia. Thì cái buji Denso này hiện tại của mình đang cầm ở đây nó được nhập khẩu tại Indonesia. Rồi thì chia sẻ luôn với anh em thì ở trên video này thì nhân tiện thì mình cũng có cái buji NGK. Thì lâu lắm rồi bên mình không bán cái buji NGK này rồi. Thì bên mình chủ yếu chỉ bán cái buji NGK của cái G-Power, của hàng G-Power này, nó sẽ là buji Platinum. Đó, buji này được sản xuất tại Nhật Bản anh em nhé. Buji này sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan, và nó được xuất sang thị trường Indonesia. Đó, thì cái buji này là bên mình hay lắp cho khách này. Thì buji NGK chất lượng Việt Nam thì bên mình không không bán. Đó, cái hàng G-Power này nó có cả hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam thì chỗ này nó sẽ ghi toàn chữ tiếng Việt ở đây. Còn cái sản phẩm này của mình nó sản xuất tại Nhật Bản và xuất sang thị trường Indonesia, cho nên là bên mình chỉ bán cái hàng này thôi, chủ yếu là bên mình lắp cái hàng này cho anh em. Đó thì bây giờ là mình cũng khui hộp sâu hàng luôn cho anh em coi. Thì cái sản phẩm này nó cũng không khác gì cái sản phẩm ở Việt Nam đâu, nó chỉ khác là Việt Nam mình cái này thì nó làm bằng nhựa, còn thằng Nhật thì nó làm bằng cái giấy này để nó dễ tiêu hủy hơn, an toàn cho môi trường hơn. Đó thì cái đây là cái buji chân dài của NGK có mã là CBR8EAGP-9. Đó, đây là cái buji này là hay gắn cho những cái chiếc xe mà chân dài như là Way 110 đổ lên đó, rồi là những cái chiếc ẹt 135, ẹt 150 thì gắn những cái buji Platinum này chạy rất là sướng. Và ở đây thì anh em để nhìn thấy là cái buji Platinum này nó sẽ có cái phần chân trầu đánh lửa ở trong này cực kỳ là nhỏ. Nó sẽ gắn một là cái phần đánh lửa ở đây, nó sẽ có cái chất platinum, nó là gọi là bạch kim đó anh em. Đó thì cái phần khe hở đánh lửa này anh em thấy là nó sẽ xa hơn, vì cái độ lửa nó đánh nó sẽ trụm hơn và nó sẽ đượm lửa hơn, nó to bông lửa hơn nên nó sẽ để một cái khoảng cách nhà xa. Còn những cái buji này thì nó là buji dạng thường, thì anh em thì thấy là cái phần chấu đánh lửa với cái chấu ở đây nó sẽ gần nhau đó, thì anh em thì thấy là nó có khoảng cách là khác nhau đúng không ạ, và cái tiết diện của cái chân trấu ở phần trong này nó sẽ là khác nhau. Đây là buji dạng thường và đây là buji platinum đó. Thì nhìn những cái phần thiết kế của những cái buji mà ở nước ngoài họ sản xuất thì mình thấy là nó có cái độ sắc nét đẹp hơn những cái buji tiêu chuẩn cái làm. Rồi, nếu như anh em là có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Và anh em thợ là có nhu cầu thì bên mình sẽ ship những cái hộp này cho anh em thợ. Đó, số lượng là một hộp này là 10 cái. Và ở cuối video này thì mình xin phép mình chia sẻ luôn với các anh em là hay đặt những cái IC tăng áp lửa sớm ở bên mình. Đó, thì đây là những cái con IC tăng áp lửa sớm bên mình, để mình cầm cái này cho nó gọn. Đó, thì nhiều anh em có hỏi mình là muốn tư vấn xem là khi các bạn gắn cái con buji tăng áp lửa sớm này vào thì nó sẽ tối ưu hóa được cái độ đánh lửa cũng như là cái thời gian đánh lửa trong cái buồng đốt của xe các bạn ấy, thì nó sẽ đánh lửa khỏe hơn. Thì các bạn muốn mình tư vấn xem là sẽ dùng một cái con buji như thế nào cho nó phù hợp với lại cái con IC này, thì mình khuyên mấy anh em là nên đi những cái con buji Denso của hàng Indonesia này, cái chất lượng nó sẽ vượt trội hơn là buji của Việt Nam đó. Hoặc là anh em là có điều kiện hơn thì anh em có thể là lựa chọn những cái buji platinum như thế này, thì nó sẽ cho cái độ đánh lửa tuyệt vời hơn nữa đó, và cái chất lượng của nó thì cực kỳ là bền, và cái giá thành của nó thì nó sẽ đắt hơn những cái buji dạng thường như thế này khá là nhiều đó. Thì cái này là phụ thuộc do cái mức mà chịu chi của anh em. Đó thì ở cuối video này thì mình đã có cái lời khuyên với anh em rồi, nếu như anh em sử dụng cái buji Denso này với những cái con IC tăng áp lửa sớm như thế này ở bên mình thì cực kỳ là hiệu quả. Nó sẽ cho cái độ bền cao và cái độ đánh lửa của nó sẽ chuẩn, thì anh em đi nó sẽ ngọt máy, bốc máy và đi sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn là những cái buji mà cũng là Denso.
mà dạng thường như này ở thị trường Việt Nam anh em nhé. Những con bugi Denso thị trường Việt Nam này mình không phải là chê đâu, nhưng mà cái chất lượng của nó cũng hơi kém đó. Thì so với lại những cái bugi ở những cái thị trường khác thì hàng Việt Nam mình cái tiêu chuẩn của nó đưa ra là mình thấy nó cũng không được đảm bảo như những cái thị trường khác đó. Thì anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình ấy. Về con IC này thì anh em nên gắn với những cái bugi mà ở thị trường nước ngoài, bugi nào cũng được, nhưng anh em nào mà thấy tin tưởng những cái loại bugi nào thì anh em có thể chạy bugi đó, nhưng không nên là chạy những cái loại bugi rẻ tiền quá. Đó là cái lời khuyên của bên mình. Và đây là cái hình của con IC tăng áp lửa sớm ở bên mình đó. Thì đây nó sẽ là như này, thì ở đây nó sẽ có một cái dây dài như thế này, thì anh em thoải mái câu đi những cái cực dương ở trên xe đó. Thì bên mình luôn luôn là có cái sản phẩm như thế này. Thì có một số các cái đơn vị mà ăn theo cái thương hiệu của mình thì họ cũng đi nhập những cái sản phẩm như thế này này, kém chất lượng về họ bán cho bạn ấy, thì cái chất lượng nó không ra làm sao cả đó. Thì nếu như anh em nào mà tin tưởng mà đã theo dõi các cái sản phẩm của Kenmotun rồi thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để góc màn hình ấy, tránh cái tình trạng là anh em mua những cái hàng mà có hình thức là giống như này nhưng mà không phải hàng bên mình. Như con IC này bên mình là phải độ lại anh em nhé, phải độ lại. Còn những cái con IC mà họ bán ấy, có mấy chục nghìn trên thị trường ấy, nó không thể được như thế này đâu đó, tiền nào của đấy thôi anh em ạ. Và xin chào và hẹn gặp lại, mình là Kenmotun, hẹn anh em ở video clip sau.